Quả chín ăn ngọt lừ. À. Cái cây to đấy. Bát ngát tầm gửi và từ mai dưới kia to hơn nữa, to hơn nhưng mà nó mới lắc chứ nó cái tầm gửi này cứ bị ghép hết rồi mắt ạ. Hôm nào chúng tôi đi đây mà bác ghép mắt thì như nào một mảnh đất này thế là xong. Nó có cái dở là bây giờ mình chưa chế biến được cái này nó thành cái rút đặc hiệu rồi. Rất là đẹp, phơi rồi nhưng mà vẫn đảm bảo màu xanh.